Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Đây là cái khu vực đi qua lịch đời, phía kia là đường Bùi Thị Xuân. Và cây cầu này chắc mọi người đã thấy nhiều lần trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay các bạn. Cây cầu Giả Viên bắc qua sông Hương. Tính đến thời điểm này thì đây là cây cầu mới nhất. Và xa kia là cây tháp nước của nhà máy nước Thừa Thiên Huế. Chúng ta đang đi trên cầu Giả Viên. Theo lộ trình hôm nay, mình đang có công việc đi ra Quảng Trị. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng hành trình review một số đoạn trên cái tuyến đường này. Cầu Giả Viên đoạn đi qua cồn Giả Viên thưa các bạn. Nhìn xuống chúng ta thấy có nhiều cái cây xanh rất là đẹp, và đặc biệt phường ra hoa rất là sặc sỡ, đỏ thắm. Đoàn đi qua trên sông, trên cầu Giả Viên. Và xa xa kia chúng ta thấy có một cái cây phường mới mà trước đây mình có review trên cái đường đi bộ xuyên rừng, cái tuyến đường từ cầu Trường Tiền dự kiến sẽ mở lên tới chùa Thiên Mụ các bạn. Trước mặt đây là bờ bắc của cầu Giả Viên, cái ngã tư giữa đường Lê Duẩn và đường Kim Long. Đi thẳng về phía bên trái, chúng ta lên Kim Long, lên chùa Thiên Mụ. Trên cái tuyến đường Kim Long, chắc mọi người còn nhớ có quán bánh ướt thịt nướng Huyền Anh cũng khá là nổi tiếng với bà con gần xa. Giờ thì chúng ta đang đi trên đường Lê Duẩn các bạn. Đang đi theo hướng bắc. Tuyến đường này song song với phía tây của kinh thành Huế. Bên cạnh đường bộ đường Lê Duẩn này thì chúng ta thấy cái đường sắt chạy dọc phía bên tay trái của chúng ta. Từ ngày xưa giờ vẫn còn như vậy, đường sắt vẫn không thay đổi. Tuy nhiên so với ngày xưa thì đường Lê Duẩn bây giờ là đường 4 làn xe, rộng hơn, phải hơn gấp 2 lần các bạn. Và số bà con ngày xưa ở dọc cái đường ray phía bên này bây giờ đã được tái định cư lại rồi, giải tỏa. Đây là cái hướng nhìn vào cửa hậu, tức là đường Yết Kiêu. Cái chỗ này là mừng dày cửa hậu các bạn. Cửa hậu chắc có lẽ quý vị các bạn còn nhớ, đó là một trong những cái cửa đi vào kinh thành Huế. Và trên cái hướng đường Lê Duẩn này có hai cái cửa. Cửa hậu là cái cửa nằm bên phải, và cái cửa này là cái cửa chắn tây, cũng nằm bên phải luôn. Tuy nhiên nó nằm sau cái cửa hậu một đoạn để đi vào
Kinh Thành Huế thưa bạn. Cửa chắn Tây, cái hướng cửa của nó hướng đúng cái hướng Tây về cái hướng mặt trời buổi chiều. Cho nên chỉ ngày xưa được vua chúa đặt là cửa chắn Tây. Đi qua cái cửa chắn Tây là đường Thái Phiên trong thành nội. Trước mặt chúng ta là cây cầu An Hòa, cầu đường bộ sạc với cầu đường sắt. Và cái khu vực này thưa bạn, trước đây mình nhớ là cái bến xe, giờ người ta dự kiến xây siêu thị mà gần 20 năm rồi xây chưa xong thưa bạn. Chúng ta đang đi qua cầu An Hòa đây. Hướng này chúng ta cũng có thể đi lên Kim Long, lên Hương Hồ. Đây là cái không gian trước đây là ngã ba An Hòa thưa bạn. Giờ người ta giải tỏa, bây giờ thông thoáng trong cây, tạo cái không gian rất là đẹp, một màu xanh của các cái cỏ như một cái thảm. Và đây là cái ngã rẽ đi vào đường Đặng Tất, bún bò Huế, cháo lòng. Cháo lòng tại ngã ba An Hòa ngày xưa là rất là nổi tiếng. Nhớ cái thời mà còn nhỏ, khi được ba chờ đi lên Huế hoặc là đi theo ai đó, thường là ghé quán cháo lòng làm một tô trước khi về nhà thưa bạn. Bây giờ không những giải tỏa cái khu vực nhà cửa ở đây, mà quý vị các bạn thấy trong cây, rồi có những cái cây cành, bên kia có thêm một cây nhánh đường một chiều tách biệt so với cái nhánh đường này, hai chiều ngược nhau. Đi qua cái địa phận này gọi là Hương Sơ thôi ạ. Phía bên tay trái thì lên Hương An, thuộc địa phận của thị xã Hương Trà. Còn bên tay phải là Hương Sơ, phường Hương Sơ thuộc thành phố Huế. Đi đến một đoạn nữa chúng ta sẽ đến cái bến xe phía bắc. Trước mặt chúng ta là đèn xanh đèn đỏ, nơi ngã ba giao nhau giữa cái đường đoạn này là Lý Thái Tổ đó thưa bạn. Hồi này là Lê Duẩn, nhưng mà đi qua cầu An Hòa cái là đường Lý Thái Tổ. Và đây là đường Nguyễn Văn Linh. Ngay cái góc này là cái bến xe phía bắc thành phố Huế. Cái đường Nguyễn Văn Linh dự kiến người ta sẽ mở nối dài lên cho tới cái đường Tránh Huế thôi ạ. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa đồng thổ, chưa thấy thi công, mới nằm trên bản vẽ quy hoạch thôi. Chúng ta đang đi trên đường Lý Thái Tổ. Trước đây khi chưa có đường Tránh Huế thì cái tuyến đường này còn gọi là đường quốc lộ 1 các bạn, đi qua Huế và gần vào thành phố Huế. Trước mặt chúng ta có một cái cầu mà ngày xưa người ta còn gọi là cái cổng Triều Tây thưa bạn. Bây giờ người ta làm rộng ra và dài hơn và đặt là cầu Triều Tây. Ngay cái đoạn này chúng ta thấy có một cái chảo vịt
cái cháo vịt này cũng khá là ngon, đặc biệt là thịt canh vịt ở đó cũng là cái nơi thu hút ngày xưa khi mà bà con ở trong làng trong xã của Bình đi Huế lên phố thường hay ghé cái quán vịt Triều Tây đó. Có thể là ăn cháo hoặc có thể là nhậu thì canh vịt. Phía bên kia là cái cổng làng La Chữ, đi lên xã Hương Chữ. Nó nằm ở cái phía tây của cái trục đường Lý Thái Tổ này thưa các bạn, tức là cái trục quốc lộ 1 ngày xưa. Bây giờ cái trục quốc lộ 1 đã được dời về theo cái hướng đường Tránh Huế. Cái nhà vàng vàng kia ngày xưa là trung tâm y tế của huyện Hương Trà. Và cái khu vực sau hàng rào kia là trường cấp 3 Hương Trà ngày xưa thưa bạn. Ngay vị trí km số 9, tức là cây số 9, bây giờ đổi thành trường Đặng Huy Trứ. Trường này cũng nằm không xa thành phố Huế. Giáo viên ra trường xin về trường đó cũng không phải là dễ. Và đây là cái đường tỉnh lộ 9. Đi về cái đường đó thì chúng ta có thể ra Sìa, ra Niêm Phò, vâng vâng. Chúng ta đang đi qua phía trước thì cơ sở là trường trung học Nguyễn Khánh Toàn các bạn. Cái đoạn này là ngày xưa đi qua cái làng Hương Xuân đấy các bạn. Phía trước là cái tỉnh lộ 11. Đi theo cái tỉnh lộ 11 này đi về thì chúng ta cũng có thể về Sìa. Bên kia là ga Văn Xá. Trên cái trục đường ray song song với đường quốc lộ 1 ngày xưa, tại cái vị trí này cũng gần làng Văn Xá. Bây giờ tại Văn Xá chúng ta thấy bà con cùng sang mặt bằng, quy hoạch đường xã phân lô và xây nhà cửa dần dần đẹp lên như một cái khu phố đông đúc, không còn cái nét lùi tre đường xóm. Cái đoạn này vẫn còn thuộc cái địa danh Văn Xá thưa bạn, nhưng mà chúng ta có một cái biển chỉ dẫn là đi thẳng ra Đông Hà, nếu rẽ về phía bên tay trái chúng ta về Phú Bài, và trước mặt là cái nơi giao nhau Vòng Xuyến. Cái điểm trước mặt chính là cái ngã ba. Đây là cái điểm đầu của đường Tránh Huế. Tại cái vị trí thị trấn Tứ Hà. Và chúng ta nhớ cái đường này đi qua cái cầu Tuần. Và kết thúc của cái tuyến đường Tránh là ở cái cầu vượt Hương Thủy. Đến đoạn này thì chúng ta đã đi vào cái địa phận gọi là thị trấn Tứ Hà thưa các bạn. Và bây giờ từ cái điểm này về phía trước mặt tay thẳng là hòa thành gọi là quốc lộ 1 các bạn. Trời vừa mưa tạnh, mặt đường
đang còn ẩm ướt và hơi nước à, cùng với nhiệt độ của mặt đường nó bốc lên là mùi, nghe cái mùi mặn mặn các bạn. Ở đây có một cái hướng rẽ, và cái hướng này chúng ta đi qua cầu Tử Phú, có một cái cầu bắc qua Hà Lan đi về xìa đường luôn các bạn. Và từ cái đoạn này chạy ra muốn ra Quảng Trị thì cái đường lưu thông lưu lượng nhiều nhất đó chính là cái trục đường quốc lộ 1 này thôi ạ. Tuy nhiên để đi ra tới địa phận tỉnh Quảng Trị thì từ Huế theo cái phương ngang ở cái vị trí này nó cũng có ba trục đường. Đây là trục đường chính, trục đường thứ nhất. Phía đông cũng có một trục đường nữa, đó là cái tuyến quốc lộ 49. Và ở phía tây cũng có một trục đường, đó là quốc lộ 14, hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh các bạn. Chúng ta đang đi qua trung tâm của thị trấn Từ Hà, một cái công viên bên cạnh dòng sông Bồ. Đi qua khỏi cái công viên này, ngoài kia là sông Bồ thưa bạn. Cái đoạn này có trụ sở Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà. Thị trấn Từ Hà thuộc thị xã Hương Trà, ngày xưa còn gọi là huyện Hương Trà thưa bạn, nay đổi thành thị xã. Từ thành phố Huế ra đến đây, tức là theo phía bắc, khoảng 17 km các bạn. Đoạn này chúng ta đang chuẩn bị đi qua cầu Ân Lộ các bạn. Tại một cái khúc cua trước khi vào cầu. Ngay vị trí cầu Ân Lộ này ngày xưa cũng có cái quán bánh ướt thịt heo cũng rất là ngon. Đây là cây cầu Ân Lộ. Bên kia cầu mọi người cũng đã biết là chợ Ân Lộ, rẽ trái thì sẽ đi lên Phong An, Phong Sơn, Phong Mỹ, lên chỗ khe nước nóng Thanh Tân các bạn. Còn rẽ phải thì chúng ta cũng có thể về xìa. Và trước mặt bên kia là cái chợ Ân Lộ mà trước đây về Việt Nam ngày nay cũng đã có review. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tìm chợ Ân Lộ để có thể thăm lại chợ trên kênh YouTube về Việt Nam ngày nay. Cái khu vực chợ Ân Lộ cái số 17 này có một cái đặc sản mà bà con thường hay ghé ăn khi đi qua đây, đó là bánh ướt thịt heo, rồi là cháo lòng. Rồi cháo ham, cháo bò v.v. Trong đó bánh ướt thịt heo thì có vẻ là nổi tiếng hơn cả. Đoạn này trên đường quốc lộ 1 chúng ta đi qua một cái cơ sở gọi là Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 tại Phong Điền các bạn. Trước đây gọi là Bệnh viện Phong Điền, thuộc huyện Phong Điền luôn các bạn.
sau một thời gian thì sáp nhập với bệnh viện Trung ương Huế. Cái đoạn này thuộc địa phận Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía trước mặt chúng ta thấy có cái biển báo vào nơi khu đô thị, khu dân cư thôi bạn. Bây giờ thì chúng ta đã đến địa phận của thị trấn Phong Điền. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục thăm cảnh quan tại thị trấn Phong Điền. Và đây cũng có tên là Phò Trạch thưa bạn. Từ ngày xưa giờ, bên ngay mọi người lớn lớn hay gọi đây là Phò Trạch. Thị trấn Phong Điền này nằm ở phía bắc thành phố Huế, trên trục đường quốc lộ 1. Và cách thành phố khoảng 30 km. Cây xăng dầu Phong Điền. Phòng giao dịch huyện Phong Điền. Bên kia có một cái phường ra hoa rất là súng luôn. Hội trường. Bên đây là phòng tài nguyên môi trường huyện Phong Điền, trụ sở hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. Bưu điện Phong Điền. Một cái công viên cây xanh ở trung tâm của huyện Phong Điền. Bên này là cảnh quan các cái toa tàu của ga Phò Trạch. Bên kia là cả cái ngôi nhà liền kề của bà con, họ kinh doanh cả cái hàng hóa, dịch vụ cũng gần giống như cả cái hàng quán ở trên phố. Đồ trắng ra nềm gối thì cũng có cả.
cửa hàng Thế Giới Di Động. Bên này là trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. Chờ phò trạp thế các bạn. Ra tới ngoài này luôn. Qua cái đoạn này đã hết cái khu vực thị trấn Phong Điền rồi. Trước mặt chúng ta là cầu Phò Trạch. Bên kia là cầu đường sắt. Trước mặt chúng ta có cái biển địa phận Quảng Trị đó các bạn. Quảng Trị Province. Tức là chúng ta đã đi qua Phong Điền rồi. Hết huyện Phong Điền rồi. Ở đây ta thấy còn 8 km nữa tới Hải Lăng. Và cái khu vực này gọi là bị chặn đấy các bạn. Đồ sắt, kim khí, rồi Huế, Bình Lộc, Tý, Bình Lộc, Tài, Mỹ Chánh. Cái đoạn này rất là nhiều quảng bản Bình Lộc. Bạn trên đường để cho các xe ô tô khách dừng lại mua và có thể là ăn chống đói trên xe. Đây là cái ngã ba rẽ về Mỹ Chánh, Phong Hòa, Phong Chương thôi bạn. Và có thể về đến cái quốc lộ 49B. Và trước mặt chúng ta là cái cầu Mỹ Chánh bắc qua sông Ô Lâu. Vừa xuống cầu một đoạn chúng ta thấy cái đoạn này còn lòa là đèn giao thông luôn. Vì ở đây nhiều cái nhánh đường đi ra cái vị trí này trên cái tuyến quốc lộ 1 này. Vị trí này cách cầu Mỹ Chánh khoảng 1 km thôi các bạn. Đi qua cái đoạn này chúng ta thấy vắng nhà cửa. Hai bên ngày xưa bên nhớ là cát trắng là chủ yếu. Bây giờ thì có cái chính sách trong rừng thì chúng ta thấy hai bên đường nó xanh tươi hơn. Nhiều người kể lại đi trên cái đoạn đường này vào ban đêm rất nhiều lần là gặp má thôi các bạn. Và có một lần mình có việc đi từ Quảng Trị vào tầm khoảng
gần 12 giờ đêm thôi ạ. Tôi thấy một người phụ nữ đứng ngay giữa đường luôn. Cuối cùng là phải chạy lui. Rồi một thời gian sau, khoảng nửa tiếng sau lại đi tiếp, đi vào. Nhưng cũng chạy rất là nhanh, không dám nhìn. Sau khi đã lấy bình tĩnh, mà giống như là người thiệt các bạn, không biết là lúc đó mình gặp là người thật hay là ma. Cùng trên cái đoạn đường này đây, nhìn kỹ phía bên kia chúng ta thấy có một cái tượng Phật các bạn trên cái trục đường này. Qua cái vị trí này thì chúng ta đi vào địa phận thị trấn Hải Lăng, thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị các bạn. Cái đoạn đường quốc lộ 1 qua thị trấn này, nhà cửa chủ yếu là về phía bên tay phải thôi. Bên tay trái dường như có những cái đoạn là không có nhà. Còn muốn vào cái trung tâm của cái khu vực thị trấn này thì chúng ta đi vào cái nhánh đường, cả cái nhánh đường phía tay phải thôi bạn. Phòng giáo dục đào tạo thị trấn Hải Lăng. Đoạn này thì bên kia có một ngôi trường. Trường trung học cơ sở và tiểu học Triều Lăng. Cái đường nhánh, đường đó có thể về biển các bạn. Ở đây có một cái biển báo gọi là trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, cách thị xã Quảng Trị tầm cỡ 4 km về phía nam. Chúng ta thấy phía trước mặt có một cái nhánh đường rẽ trái đi lên La Vang các bạn. Đây là nhánh đường thứ nhất từ Huế ra, tức là phía nam ra, để đi lên La Vang thì có hai nhánh đường. Ngay cầu trắng tại thị xã Quảng Trị cũng có thêm một cái nhánh đường nữa các bạn. Tuy nhiên từ quốc lộ 1 mà đi lên La Vang thì đi cái nhánh đường này gần hơn. Vâng thưa các bạn, đây là thị xã Quảng Trị rồi các bạn. Vừa ra tới thị xã thì mặt trời vừa nằm ngang và trời cũng đổ mưa. Dường như là rất cảm động, lâu ngày rồi thì Việt Nam ngày nay trở lại Quảng Trị
Trước mặt chúng ta có một cái cầu gọi là cầu trắng, và đây là cái ngã rẽ đi lên thánh địa La Vang, cái đường thứ hai. Cái cầu này bắc qua một cái con kênh đào. Cái đường này đi về chợ Cạn, về Triều Lăng thưa bạn, tức là biển. Còn cái đoạn đường lớn này, ở đây vẫn là quốc lộ 1, đoạn đi qua thị xã Quảng Trị. Cũng có cái tên là đường Lê Duẩn. Trời đang mưa nhẹ nhẹ. Bất chấp trời đang có mưa, thì Việt Nam ngày nay cố gắng quay cho hết cái đoạn đường đi qua thị xã Quảng Trị này. Cái đoạn đường này ngắn thôi quý vị ạ. Ta thấy mặt trời cũng rất là thấp rồi, chiếu vào ống kính cho nên chị không thấy được rõ cả cái cảnh quan. Phía bên phải của chúng ta là cái đường Trần Hưng Đạo tại thị xã Quảng Trị, mà trước đây bên cũng có review cái tuyến đường này rồi. Chạy thẳng cái tuyến đường Trần Hưng Đạo đó, chúng ta có thể về tới cửa Việt. Vâng, như vậy thì chúng ta đã đến thị xã Quảng Trị và chạy cái đoạn đường Lê Duẩn này cũng gần hết. Trước mặt chúng ta là cái cầu Thạch Hạng, bắc qua sông Thạch Hạng thưa các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video chúng ta thăm lại cái quang cảnh mà Huế Việt Nam ngày nay review từ cầu Dạ Viên ra đến đây là cái cầu Thạch Hạng bắc qua sông Thạch Hạng. Đây là cảnh quang tại vị trí cầu Thạch Hạng bắc qua sông Thạch Hạng trên cái tuyến đường quốc lộ 1. Đoạn này có tên là đường Lê Duẩn tại thị xã Quảng Trị thưa bạn. Hy vọng quý vị và các bạn không quên ủng hộ bằng cách like cho video cũng như bấm đăng ký để đón nhận các video mà Huế Việt Nam ngày nay tải lên cập nhật về tình hình cảnh quan cái biển cầu Quảng, cái biển cầu Thạch Hạng phía sau này quý vị bạn, bên kia là cái cầu sắt. Đây cầu Thạch Hạng lý trình km 770 + 182.5 quốc lộ 1A, hơi chọi đúng không, không thấy đường. Hẹn gặp lại quý vị bạn ở các video tiếp theo. Xin trân trọng.